Các bạn thân mến, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi, được không nào? Các bạn ơi, nếu như mà các em lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Vì ngày hôm nay lâu lắm rồi thì chị mới phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình. Hello, xin chào Khánh Ngọc. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Hello Cẩm Nhung, xin chào em. Thật ra thì có rất là nhiều tin nhắn đang đợi chị trả lời, nhưng mà chắc là một lát nữa thì chị sẽ read tin nhắn của các bạn nhá. Được chưa? Hello. Xin chào Phương Thảo. Xin chào em. À ok, xin chào Mỹ Chi, xin chào em. Xin chào Hiếu. Chúng mình đã bước vào học kỳ 2 của môn văn rồi đúng không? Và chúng ta đã cùng với nhau chắc chắn là ở trên lớp. Chắc chắn là ở trên lớp thì các bạn đã học về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài rồi. Chị nghĩ là thế. Và chị cũng nghĩ là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài cũng là một cái tác phẩm mà gây ấn tượng nhiều cho các bạn. Thế nên là ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này, chị rất là mong có thể gặp các bạn. Ôi, xin chào Toàn, lâu lắm rồi mới vào xem livestream của cô giáo nhá. Thế nên là ngày hôm nay chị rất là muốn có thể cùng với các bạn chia sẻ về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Đây là một trong số những cái tác phẩm được coi là một cái truyện ngắn vô cùng là xuất sắc của nhà văn Tô Hoài. Một người mà đã sống với ký ức tuổi thơ của rất là nhiều người khác rồi đúng không? Nhưng mà, xin chào Huyền Vũ. Hiện tại thì chị vẫn đang tặng tài liệu học kỳ 2 cho các bạn đấy nhá. Nếu như mà các bạn muốn nhận tài liệu học kỳ 2 ấy, thì hãy tìm lại cái bài viết của chị đăng vào trưa nay, được không? Sau đó thì hãy để lại comment của mình vào đấy nhá. Chị để tóc bài học à? Yeah. Kiểu sung sướng ấy. Hello, xin chào Ngọc Lan. Ngọc Lan ơi, hình như em có nhắn tin cho chị đúng không? Nhiều tin nhắn quá, một lát nữa chị sẽ rep lại nhá. Sau khi kết thúc phần livestream này chị sẽ rep nha. Yên tâm nhá. Rồi, ở trên lớp ở đây đã có những bạn nào học xong Vợ chồng A Phủ rồi ạ? Đã có những bạn nào học xong Vợ chồng A Phủ rồi? Đã có những bạn nào học xong Vợ chồng A Phủ rồi ạ? Không nha. Hôm nay em đâu có làm gì đánh phấn gì đâu. Đây nè, đấy. Có bao giờ dùng phấn đâu. Kem ơi, các bạn đã học đến đâu của Vợ chồng A Phủ rồi? Các bạn đã học đến đâu của Vợ chồng A Phủ rồi ạ? Thật ra hôm nay tại sao mình lại sáng như vậy là nhờ có một cái đèn livestream đây. Đã đầu tư hẳn một cái đèn livestream để cho gương mặt sáng rạng ngời lên luôn, kiểu vậy. Trời ạ, đấy, nhờ cái đèn livestream này mà nhìn kiểu mình đẹp hơn bao nhiêu ấy, kiểu cảm giác mình sáng bừng lên luôn, đẹp hơn bao nhiêu. Em 2K1 đã học xong rồi à? Trời ơi. À, ngày mai mới học Vợ chồng A Phủ à? Sang tuần bọn em mới học kỳ 2 à? Tại vì là có nhiều bạn thì đã học xong Vợ chồng A Phủ rồi. Học hết rồi chị à? Nên là ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với các bạn một chút về Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ thích cái bài chia sẻ này của chị, được không nào? Mặc dù là chị biết là ở trên lớp có thể thầy cô đã dạy cho các em rất kỹ rồi, các em đã học được rất là nhiều thứ về cái này rồi, và đối với các em thì có thể nó không cần thiết, nhưng mà chị vẫn hy vọng là có thể giúp ích được cho các bạn. Ok. Ngày hồi lớp 6 vẫn còn nhớ là mình đã được học một cái trích đoạn mang tên là bài học đường đời đầu tiên, và bây giờ thì vẫn cái trích đoạn đấy vẫn còn y nguyên ở trong đầu mình. Bởi vì là rõ ràng là cái chuyện
Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là một cái câu chuyện mà đã trở thành ký ức tuổi thơ của rất rất là nhiều người luôn. Và chị nghĩ là không phải của riêng bản thân chị đâu, mà còn trở thành ký ức tuổi thơ của cả các em nữa. Đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao mà Tô Hoài đã trở thành một cái khoảng trời tuổi thơ của rất nhiều những độc giả. Chúng ta biết tới cái câu chuyện dài Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, đúng không ạ? Ừ, chúng ta có cái câu chuyện dài đó là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Sau này, lên lớp 12, lại vô tình được bắt gặp lại thêm một cái tác phẩm nữa của nhà văn Tô Hoài. Đó chính là truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ, là một trong những cái truyện ngắn xuất sắc nằm trong tập truyện Tây Bắc, bao gồm 3 truyện ngắn là Cứu Đất Cứu Mường, Mường Dơn và Vợ Chồng A Phủ. Và 3 câu chuyện này thì mỗi câu chuyện lại để lại một cái ấn tượng riêng. Trời ơi, mày chị sắp hết pin rồi ấy. Mỗi cái câu chuyện này thì đều để lại một cái ấn tượng riêng. Và chúng ta có một cái câu chuyện mà để lại nhiều cái ấn tượng nhất đối với người đọc. Đó chính là Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Các bạn ơi, các em đã đọc câu chuyện Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài chưa? Các bạn đã đọc câu chuyện này chưa ạ? Trong lúc đấy chị sẽ sạc pin nhé. Các em đã đọc Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài chưa? Ca say phía anh trách nhiệm cuộc sống. Các bạn đã đọc chưa? Chị đang mùng cầm cái sạc á. Đã đọc chưa ạ? À, các bạn đã đọc rồi đúng không? Như vậy thì rất là ok rồi. Đợi chị nhá, chị cầm cái sạc. Không thì lại hết pin. À, các bạn đã đọc rồi đúng không? Ừ, như vậy thì rất là tốt rồi. Đọc rồi là tốt rồi. Rất là chăm chỉ rồi. À, chúng ta thấy rằng đây là một cái câu chuyện kể về số phận, đúng không ạ? Kể về số phận của một cô gái. Cô ấy thì tên là Mị. Mị là người dân tộc Hờ Mông, hay còn gọi là dân tộc Mèo. Là một cô gái rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Là một cô gái rất là xinh đẹp. Và có cái tài năng đó chính là thổi lá hay như thổi sáo. Chỉ cần cầm chiếc gì ạ? Chỉ cần cầm chiếc lá đặt lên trên bờ môi của mình thôi, là đã trở thành một cái bản tình ca vô cùng là sâu lắng. Trở thành một cái bản tình ca rất là hay rồi. Và đó là lý do tại sao mà có rất là nhiều chàng trai hay đi theo Mị. Có rất nhiều chàng trai đi theo Mị. Và bản thân của cô gái này ấy, thì cũng đã có một cái tình yêu rất là đẹp, và đang trong cái độ tuổi đẹp nhất, đúng không? Đang trong cái độ tuổi đẹp nhất rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái gì mà Mị có hứa hẹn về một cái cuộc đời đầy những cái sự khởi sắc, đầy những cái sự hạnh phúc. Thế nhưng mà không ngờ một điều rằng là chỉ vì một cái món nợ từ ngày mà bố mẹ bị cưới ấy, bố mẹ bị lấy nhau, thì có vay của nhà thống lý bá cha một nương ngô, đúng không? Về sau thì gọi là trả mãi cho đến khi mẹ bị chết đi rồi mà vẫn không trả hết nợ. Thì lúc đấy thống lý bá cha mới thấy là Mị lớn lên rất là xinh đẹp, và ngỏ ý là gì ạ? Ngỏ ý là muốn cho gì? À, ngỏ ý là muốn nếu như mà cha Mị mà đồng ý gả Mị cho con trai của thống lý bá cha là A Sử thì sẽ gán nợ cho, đúng không? Thế nhưng mà gì ạ? À, chúng ta có thể thấy một điều rằng là sao? À, rõ ràng là cô Mị, đúng không? Rõ ràng là cô Mị đã trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống lý bá cha. Và tất cả những cái gì mà Mị nhận được chỉ là gì ạ? Những cái sự trà đạp về gì? À, sự trà đạp về vật chất, sự trà đạp về mặt thể chất và sự trà đạp về tinh thần mà thôi. Mị bây giờ không còn bất cứ một thứ gì cả. Mị bây giờ trở thành một cô gái câm lặng, một con rùa đằng sau xó cửa, cứ lầm lũi như thế hàng ngày, làm hết việc này đến việc khác, từ ngày này qua ngày khác, từ mùa này qua mùa khác. Và bản thân của Mị bây giờ, trong Mị ở thời điểm hiện tại, chỉ còn là gì ạ? À, chỉ còn lại là một cái gọi là gì ạ? Thân xác khô cằn mà thôi. Rất là gì ạ? Chúng ta thấy được rằng là không còn bất cứ một cái sự sống nào nữa. Không giống như là một cái cây đang ở tuổi trưởng thành thì phải tươi tốt, hoa lá,
mà bản thân Mị bây giờ lại trở thành một gì ạ, trở thành một mấy đứa bạn của chị làm chị phân tâm ấy. Đợi chị xíu nhá các bạn ơi. Ở trên lớp các bạn đều đã học hết rồi đúng không? Ở trên lớp các em đều đã học hết rồi đúng không? Học cái bài này hết rồi hả? Phải không? Đợi chị chút, chị có một việc cần làm. Em biết thật khó khăn, tất cả dành phía anh, trách nhiệm cuộc sống. Sắp được nghỉ Tết rồi đúng không? Các em sắp được nghỉ Tết rồi đúng không? Kiểu mấy người bạn của chị ấy đang bảo là chị gầy, nhưng mà thật ra chị biết là kiểu kiểu chỉ nói giảm nói tránh đi thôi ấy, cố tình trêu chị thôi ấy, chứ gầy cái gì cơ chứ, đúng không? Các em thấy chị có gầy không? Gầy gì mà gầy, nhìn béo như con lợn này, gầy gì mà gầy đúng không? Trời ơi. Rồi, chị sẽ tiếp tục nhá. Đang nói về cuộc đời của Mị, chúng ta có thể thấy rằng là nếu như mà nói về cuộc đời của Mị thì sẽ có một cái chi tiết rất là đáng chú ý, đó chính là căn buồng Mị nằm. Một căn buồng mà người ta nói rằng là chỉ có một cái lỗ vuông to bằng bàn tay, trông ra ngoài nắng, không biết là xương, trông ra ngoài không biết là chỉ thấy trăng trắng, không biết là xương hay là nắng. Và bản thân của Mị bây giờ thì cứ sống một cái cuộc đời câm lặng như vậy, cứ để ngày này trôi qua ngày khác, tháng này trôi qua tháng khác, không có điều gì xảy ra. Thì có lẽ là Mị sẽ chết, cứ sống như vậy cho đến khi nào chết đi thì thôi. Nhưng mà không ngờ một điều rằng là vào một đêm tình mùa xuân thì Mị đã có một cái sự thay đổi đột biến trong những cái cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và một trong những cái điều để lại ấn tượng đối với bản thân của chị đó chính là: mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương, tao chưa có con trai con gái, tao đi tìm người yêu. Đó là những cái câu mà gợi cho chúng ta rằng là Mị đã cất lên những cái lời thì thầm mùa xuân đầu tiên rồi. Bởi vì Mị bây giờ có cái tác nhân là mùa xuân đến sớm, có tác nhân là tiếng sáo, là men rượu. Mị đã có thể lấy lại cái tâm hồn của mình và tinh thần của mình để thêm một lần nữa khao khát được sống. Nhưng mà cuối cùng sau tất cả những cái hành động thắp sáng căn phòng, thu vén, tức là sửa soạn lại bản thân để chuẩn bị đi chơi ngày Tết, thì tất cả đều bị vùi dập bởi thằng A Sử. Nó đi chơi về, đúng không? Nó nhìn thấy Mị chuẩn bị muốn đi chơi, thế là nó đã trói đứng Mị, phải không? Nó đã trói đứng Mị vào cột rồi. Sau đó thì nó còn buộc cả tóc của Mị lên nữa, trói cả tóc của Mị lên cột nữa, để rồi khiến cho Mị vô cùng đau đớn. Nhưng mà nó có thể trói được thể xác của Mị, nhưng không thể trói được tâm hồn của Mị. Và tâm hồn của Mị bây giờ thì vẫn đang lạc theo những cuộc chơi, những đám chơi, vẫn lạc theo tiếng sáo. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chân ngựa đặt vào vách thì Mị mới bừng tỉnh và quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Không ngờ rằng là sau đêm tình mùa xuân hôm ấy, Mị cuối cùng vẫn trở về một cái cuộc sống đầy câm lặng. Mị tiếp tục lại lùi lũi như con rùa đằng sau xó cửa và làm những cái công việc mà mình vẫn thường làm, không có thêm mảy may chút suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng mà điều gì đến cũng phải đến. Có một giọt nước mắt, có một ánh lửa, có một điều gì đó đã khiến cho cô gái này thay đổi. Và đã dẫn tới cái đêm mùa đông là đêm cởi trói, giải thoát cho A Phủ, và cũng là tự cởi trói, giải thoát cho chính bản thân mình. Chúng ta đều biết rằng là A Phủ là một chàng trai rất khỏe mạnh, mặc dù là mồ côi cha mẹ, nhưng mà bản thân A Phủ lại là một người mà rất là chăm chỉ làm ăn. Và người ta vẫn thường nói rằng nếu như mà ai may mắn lấy được A Phủ thì sẽ có giống như là có một con trâu tốt ở trong nhà. Và đó là lý do tại sao mà A Phủ cũng là một người yêu chính nghĩa, không sợ hãi bất cứ điều gì cả, không sợ hãi bất cứ điều gì hết. Thế nên là A Phủ trong một cái lần mà thằng A Sử nó mới đi chơi xuân thì nó mới gọi là gì ạ, gọi là cà khịa đấy, được không? Tức là nó có gây sự, thế là A Phủ mới đánh A Sử. Và cuối cùng một cái vụ sự kiện rất là bất công bằng đã xảy ra. Và để rồi cuối cùng là như thế nào, A Phủ đã phải chịu một cái mức án rất là nặng. Vừa gì ạ, vừa bị đánh, vừa bị làm sao ạ, vừa bị phải trả một cái khoản nợ.
Và cuối cùng là vì không có tiền nên đã tiếp tục trở thành nô lệ không công cho nhà thông minh Ba Cha. Thật ra thì A Phủ cũng rất là giỏi, được giao cho chăn cả một cái đàn bò đấy, nhưng cuối cùng lại để hổ ăn mất nửa con bò. Và thế là cuối cùng là bị về phạt tự, gọi là gì ạ, tự đào hố, tự chôn cột và tự trói mình vào cột. Điều kinh khủng nhất là như thế, là người ta tự giết chết chính bản thân mình. Bởi vì lúc bấy giờ, ở trong cái xã hội phong kiến miền núi ở thời điểm hiện tại lúc bấy giờ, thì có một cái còn uy lực hơn cả bạo quyền, cường quyền, đó chính là thần quyền. Cái sự đe dọa đó là cái sự đe dọa để người ta không có một cái sự kháng cự nào cả. Và để rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng là trong cái giây phút mà có thể A Phủ sẽ chết, bởi vì rất nhiều những cái ngày liền A Phủ không được ăn, A Phủ bị trói đứng như vậy, dãi nắng dầm mưa. Và cuối cùng là vào một cái đêm mùa đông lạnh giá, may mắn thay, nhờ vào thói quen sưởi lửa, ngồi bên bếp lửa, có bếp lửa làm bạn bè, thì Mỹ đã nhìn thấy giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt để tràn ly. Đó là giọt nước mắt mà chúng ta có thể cảm nhận được ở đây là giọt nước mắt gì ạ? Đấy, đau đớn. Là một cái giọt nước mắt tôi rất mong muốn tôi có thể được sống một cách trọn vẹn. Tôi mong là tôi sẽ được sống. Và đó là cái khao khát mà bản thân Mỹ khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ lăn dài trên cái đôi má đã đen sạm lại, thì Mỹ đã cảm thấy thương mình. Bởi vì ngày hôm ấy, đêm tỉnh mùa xuân hôm ấy, mình cũng đã bị thằng A Sử nó trói vào cột như thế nào. Từ thương mình đến thương người. Bởi vì trước đây Mỹ đã quá khổ rồi, thì làm sao mà Mỹ có thể đồng cảm với nỗi khổ của người khác được. Thấy A Phủ bị trói ở đây mấy ngày, Mỹ cũng cảm thấy rừng rưng lắm. Bởi vì việc mà người ta bị trói đứng cho đến chết ở nhà thông ni Ba Cha là câu chuyện rất bình thường. Nhưng mà đến khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ lan dài, thì Mỹ mới hiểu được rằng là đó là cái nỗi đau mà mình cũng đã từng trải qua. Từ thương mình đến thương người, và từ thương người rồi lại thương mình. Tất cả những cái thứ cảm xúc đó dồn đầy. Và để rồi cuối cùng Mỹ đã quyết định tới một cái hành động vô cùng quyết liệt, đó là cắt dây trói cho A Phủ. A Phủ vùng chạy, A Phủ đã từng khuỵu xuống bởi vì mình đã kiệt sức, nhưng rồi vẫn vùng chạy ở trong đêm. Cái khát khao sống, niềm mong muốn có thể được sống, là cái khát khao mà người ta có thể dễ dàng nhìn được ở nhân vật này. Và câu nói A Phủ cho tôi đi, ở đây thì tôi chết mất, cũng là câu nói mà chúng ta có thể khẳng định về cái sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ. Mỹ cũng mong muốn được sống. Cả hai con người này đã vượt qua được những cái nỗi sợ hãi mà lúc bấy giờ người miền núi người ta rất sợ, cường quyền, thần quyền và bạo quyền, để có thể đến với một mảnh đất mới. Họ băng rừng, họ lăn, họ ngã, họ băng rừng để đi đến với mảnh đất phiền xa. Và ở nơi đây họ đã gặp được cán bộ A Châu và tiếp cận với lý tưởng cách mạng. Họ trở thành vợ thành chồng và sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc. Các bạn thân mến, chị rất là muốn đặt cho các bạn một câu hỏi là trong cái quá trình mà các bạn học về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài ấy, thì các em thích nhất là chi tiết gì? Các em thích nhất là điều gì ở trong truyện ngắn này, vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài? Chị rất là hy vọng là các bạn có thể share phần phát trực tiếp này giúp cho chị. Và nếu như mà các em nhiệt tình thì chị sẽ tiếp tục tặng tài liệu học kỳ 2 cho các bạn nhé. Mặc dù là đến bây giờ đã có khoảng 50 bạn đăng ký rồi, như vậy là đã hết suất rồi. Nhưng nếu như mà các bạn nhiệt tình thì chị vẫn sẽ tiếp tục tặng tài liệu văn học kỳ 2 cho các bạn nha. Được không? Nào các bạn ơi. Nào. Nào nào, nhanh chóng nhá. Nhanh chóng nhá. Các em ơi, các bạn thích nhất là chi tiết gì trong vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài? Nào. Ôi, người lái đò sông Đà. Các em kiểu cứ dẫn chị từ hết cái chỗ này sang chỗ khác ấy. À, em share rồi à. À, tâm trạng của Mỹ khi bị A Sử trói, tức là đêm mùa xuân đúng không?
Có nghĩa là nếu như mà các bạn tự vẽ ra một cái lộ trình nhá, thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nếu như mà các bạn tự vẽ ra một cái lộ trình ấy, thì các em sẽ thấy là chúng mình sẽ có này, đầu tiên là chúng mình sẽ có đầu tiên là nhân vật mị, khi mà tức là giới thiệu về nhân vật mị này. Sau đó mình sẽ có nhân vật mị ở trong trước khi mà làm dâu nhà thống lý bá cha này, mị khi mà làm dâu ở nhà thống lý bá cha này, mị trong đêm mùa xuân này, và mị trong đêm mùa đông này. Thì đấy, chúng ta sẽ có một cái phân đoạn như vậy, rất là dễ dàng, được không ạ? Đấy là một cái phân đoạn mà các bạn có thể học cực kỳ là dễ dàng. À, em mới học bài này sáng nay à? Có thấy nó khó không? Bản thân chị thì thấy là nó khá là dễ đấy chứ, đúng không? Chứ nó không khó giống như là chúng mình nghĩ đâu. Chị nghĩ là nó khá là dễ đấy, phải không ạ? Hồng Nhung ơi, hiện tại thì bộ sách, bộ sổ tay văn học của chị vẫn có giá là 450.000 cho 8 cuốn nhá. Sau đó thì các bạn sẽ được cộng thêm một cuốn nữa, tặng thêm một cuốn, đó là cuốn bộ mở bài kết bài siêu cấp. Tức là các bạn sẽ có 9 cuốn. À Hồng Hạnh ơi, 8 cuốn vẫn là 450.000 nhá, được không ạ? Chúng mình sẽ được free ship. Chúng mình sẽ vẫn được free ship và chúng mình sẽ được tặng thêm một cái bộ mở bài siêu cấp, mở bài kết bài siêu cấp nữa. Tức là chúng mình sẽ có 9 cuốn. Ok chưa? À, chị nói giống cô giáo em giảm quá. Thế à? Chỉ có mỗi cái là chị béo hơn cô giáo của em thôi đúng không? Vừa rồi kiểu mấy người bạn của chị ấy còn bảo là chị dạo này gầy ấy. Trời ơi, nhìn mặt chị này làm sao mà gầy được. Rồi, các bạn ơi, các em chuẩn bị thi thử chưa? Các bạn ở trường, các bạn đã chuẩn bị thi thử chưa? Trường các em đã chuẩn bị thi thử chưa? Chị vẫn còn nhớ là kiểu ngày hôm nay ấy, tự nhiên thấy kỷ niệm nhắc lại ấy. Buổi ngày này năm trước ấy, có một bạn kiểu rất là thích chị ấy. Bởi vì bạn ấy vô tình xem được một cái video mà xem được một cái video mà chị nói về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, và bạn ấy đã rất là thích, và bạn ấy đã phải nhắn tin cho chị ngay lập tức và để bày tỏ cái sự thích thú của mình với việc là nghe được chị giảng bài Sóng đấy. Chị cảm thấy kiểu hạnh phúc á, kiểu vậy, kiểu giống như việc là chị làm một cái gì đấy hay ho và được các bạn hưởng ứng ấy, đấy, rất là vui vì điều đấy. 11 tháng 1 bọn em bắt đầu thi thử à? À vậy thì chúc em thi tốt nha. Cố gắng đạt điểm cao để chúng mình ăn Tết ngon lành nha. Mà biết đâu nếu như mà thi điểm cao kiểu xếp thứ nhất, thứ nhì lại được thưởng thì sao, đúng không? Thế là cố gắng lên nha. Rồi. Ôi, thi vào 26, 27 Tết á. Sao thi gì mà sát Tết thế em? Sao thi gì mà sát Tết thế? Một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, nếu như mà có động lực, có một chút gọi là, nếu như mà có động lực này, nếu như mà có cảm hứng thì chị sẽ giảng cho các bạn bài đấy. Em ơi có nhá, trong đời có audio nghe văn nhá, có audio nghe văn nha. Nên là nếu như mà muốn sở hữu thì nhanh chóng nhắn tin cho chị nhá, để lại thông tin cho chị nhá, nhắn tin cho chị nhá. Thêm một cái nữa là chị mới kiểu phát triển thêm ấy, tức là chị mới kiểu chị có bán riêng cuốn Săn 8 cộng nhá. Em ước gì quay lại thời ôn thi à? Cảm ơn Vân Anh nhá. Thôi cô yên tâm mà học đại học đi. Lại còn em ước gì quay lại thời ôn thi nữa. Giờ mà bảo ôn thi thì thôi em không ôn đâu, kiểu thế. Chứ lại còn bảo là em muốn quay lại thời ôn thi nữa. Cố gắng học trên đại học cho tốt đi nhá Vân Anh nhá. Chị có bán riêng cuốn Săn 8 cộng nha em. Vào một ngày đẹp trời nào đó, nếu như mà có đủ cảm hứng thì chị sẽ giảng cho các bạn nghe bài đấy. Bởi vì chị cũng nghĩ là đối với bản thân chị thì đấy là một cái bài giảng mà đã khiến cho các bạn rất là thích chị. Đó là một cái Đoàn Thị Hạnh. Ôi chị cảm ơn Yến nhá, chị nhớ em đấy. Trời ơi, vẫn theo dõi chị. Trong cuốn sổ tay văn học của chị thì có nhiều thứ hay ho lắm. Nếu mà các bạn muốn thì hãy nhắn tin cho chị để chị cung cấp cho các bạn một số thông tin nhá. Chứ còn bây giờ mà để nói về trong 8 cuốn sổ tay văn học của chị có gì thì chắc là nó sẽ dài lắm. Nói chung là tất cả những cái kiến thức mà các bạn cần, ok chưa? Nhá. Mà nó kiểu nó rất là sát ấy. Tại vì chị thấy là có rất là nhiều bạn bằng cái bộ sổ tay văn học của chị thì đã kiểu rất là phát triển, kiểu vậy. Các bạn thì có những cái điểm tốt và các bạn thì cứ quay về cảm ơn chị mà chị ngại quá đi mất. Rồi các bạn ơi,
Chị chuẩn bị, à đâu không phải chuẩn bị đâu mà chị đã làm một cái vlog đầu tiên rồi. Đấy. À, đại học không có Việt Bắc hay sóng gì cả. À thế à. Chị đã làm một cái vlog đầu tiên đấy, là câu chuyện mà giúp chị đến với cái môn văn. Thì chị hy vọng là với những cái kiểu video sau này của chị, thật ra nó cũng rất là đơn giản thôi, những cái việc, những cái câu chuyện mà chị chia sẻ thôi, thì các em cũng sẽ dành thời gian để chúng mình sẽ có thêm thật là nhiều những cái ngữ liệu để chúng mình cảm thấy là thử so sánh xem là những cái gì mà chị Hiên nói với những cái sau này mà mình trải nghiệm nó có giống nhau hay không, được không nha. Năm nay thời tiết kiểu không nóng lắm nhá. Các bạn ơi, các anh có muốn hỏi chị về phần nào hay là về tác phẩm nào không? Hả? Các bạn có muốn hỏi chị về tác phẩm nào hay là về phần nào không? Dạo này kiểu chẳng thấy các bạn hỏi chị về bài tập gì cả. Chỉ kiểu các em chỉ thích kiểu nói chuyện, thích ngồi nghe chị kể chuyện thôi. Không hiểu tại sao nhưng mà kiểu học sinh lớp ọp của chị cũng thế. Dạo này kiểu rất là thích ngồi nghe chị kể chuyện đấy. Nhưng mà không, chị cũng thế. Ngày xưa chị cũng thích kiểu ngồi nghe kiểu các thầy cô kể chuyện lắm. Mà đặc biệt là những cái câu chuyện mà kiểu gần gần với mình ấy, thì mình cảm giác là kiểu mình rất rất là muốn nghe luôn đấy. Kiểu thế. À, em ơi, cuốn Săn 8 cộng của chị à? Thế à? Em thích nghe chị nói sóng cực mà em thi rồi. À, đàn guitar của Loka. Vợ nhặt à? Nào, vote cái tác phẩm đi. Nếu như mà bạn nào mà nhiều những cái tác phẩm nào mà nhiều lượt vote ấy thì chị có thể nói qua được không? Hoặc là phần nào mà khó hiểu thắc mắc thì chị sẽ giải đáp. Vợ chồng A Phủ vừa nói xong rồi Hồng Nhung nhá. Thì chị sẽ giải đáp. Ok không? Chỉ cần là các em nhiệt tình với chị thôi thì chị lúc nào cũng sẽ rất rất là nhiệt tình. Sao ạ? Vợ nhặt à? Kem vốt vợ nhặt à? Kiểu Thảo Ngọc vẫn kiểu người lái đò sông Đà ấy. Hay là đặt tên cho dòng sông. Chị thấy câu hỏi của Kiều Anh rồi, đúng rồi đấy, giống như Thu Hiền trả lời ấy nhá. Ừ. Không biết năm nay đậu đại học không, kiểu lòng đầy lo lắng ấy. Vợ nhặt. Thấy mấy mấy bạn bảo vợ nhặt rồi đấy. Kiểu cảm giác Ok. Vậy thì chị sẽ nói qua một chút xíu về vợ nhặt nhé. Được không? Chị sẽ nói qua một chút xíu về vợ nhặt. Và chị hy vọng là cái phần này có thể giúp ích được cho các bạn. Được không ạ? Giáo viên trường em cho bài thế à? Trời ơi, đáng sợ thật sự. Nhưng mà chỉ là thử thôi, không phải là thật đâu. Nhá. Chỉ là thử thôi, không phải là thật đâu. Yên tâm đi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Sao Tây Tiến lại không cho vào thi hả em? Khả năng cao ấy chứ. Sao lại không cho vào thi được, khả năng cao đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Trời ơi, muốn đăng ký học chị thì một lát nữa nhắn tin cho chị nhá, để chị tư vấn thêm hoặc là chị sẽ giải đáp thêm nhá. Còn ở đây làm sao mà Trang đang đang trong lúc chị phát trực tiếp làm sao mà đăng ký học được, đúng không? Rồi. Cách nhớ mấy bài văn xuôi á, thôi cái phần này chị sẽ giữ lại để lần sau chị mới chia sẻ. Còn bây giờ chị sẽ nói một chút xíu về truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Diệu từng viết trong bài thơ của mình rằng là trong bài thơ mang tên là Bài Thơ Tuổi Nhỏ đã viết như thế này. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Có lẽ là bởi vì đúng là cái hạnh phúc của mỗi con người và điều mà mỗi chúng ta mong muốn thì đều chúng ta đều mong muốn là
sau này mình lớn lên, khi mà mình trưởng thành thì sẽ có một người ở bên cạnh mình, có thể yêu thương mình, bao bọc chở che cho mình. Và cái ước mơ về một mái ấm gia đình không phải là ước mơ của bất cứ một ai đâu, mà đó là ước mơ của tất cả mọi người. Và câu chuyện Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân là một câu chuyện khiến cho chúng ta cảm thấy văn học và cuộc đời gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Chúng ta cảm thấy rằng là đúng, quả thực cuộc sống là rất nhiều những điều kỳ diệu. Và điều quan trọng không phải là những gì xảy ra với bạn, mà là điều bạn đối diện với nó như thế nào, và bạn xoay sở với nó như thế nào, cách bạn ứng xử với nó như thế nào mà thôi, xử lý nó như thế nào mà thôi. Trong câu chuyện này chúng ta có 3 nhân vật. Nhân vật chính nhất là nhân vật anh cu chàng, hay còn gọi là nhân vật chàng. Nhân vật thứ hai là nhân vật người vợ nhặt, hay còn gọi là thị. Thị ở đây không phải là tên riêng, thị ở đây chỉ là cách gọi về người đàn bà này mà thôi. Và thứ ba là nhân vật bà cụ Tứ. Ngoài ra, trong câu chuyện này còn có sự xuất hiện của những người dân ở xóm ngụ cư, và tiếp theo đó chính là những đứa trẻ ở trong xóm ngụ cư. Thì đấy là về tất cả những cái nhân vật ở trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân nhé. Ok chưa nào? Thì nếu như mà người ta có cho vào Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì khả năng cao hơn sẽ là một là anh cu chàng và hai là người vợ nhặt. Đây sẽ là hai cái nhân vật mà thường sẽ được cho vào, được không ạ? Và thường sẽ được hỏi, được không nào? Thì chị muốn nói với các bạn một cái điều này rất là thú vị, đó là khi mà làm về nhân vật ấy, thì các bạn thường bị một cái thói quen là tôi sẽ bắt đầu tôi lao vào viết. Nhưng mà thực tế là người chấm không mong mỏi ở các bạn điều mà các bạn viết. Mà điều mà người ta mong muốn ở đây là gì? Điều người ta mong muốn ở đây là các bạn phải có một cái tư duy khi làm bài. Có nghĩa là các bạn phải hiểu, các bạn phải hiểu nhân vật là gì, vai trò của nhân vật là gì, và cách mà chúng ta phân tích nhân vật như thế nào. Thì đây chị muốn nhấn mạnh với các bạn về việc là nếu như đi phân tích về nhân vật thì trước tiên các bạn phải hiểu khái niệm về nhân vật là gì. Cái thứ hai mà các bạn cần phải biết là chúng ta sẽ phải phân tích theo một cái trình tự như thế nào. Thì cái trình tự mà chúng ta có thể sử dụng để phân tích đó chính là chúng ta sẽ giới thiệu về lai lịch, ngoại hình, tuổi tác, tức là những cái yếu tố râu ria ở bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ phân tích về cái gì ạ? Sau đó chúng ta mới bắt đầu đi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng thông qua những cái hành động mà nhân vật đó thể hiện trong từng phân đoạn truyện. Và hãy nhớ, trong bất cứ tác phẩm truyện ngắn nào, chúng ta cũng cần sắp xếp cái hành trình tâm lý, hành trình hành động theo đúng cái hành trình thời gian mà tác giả đang kể cho chúng ta nghe. Như vậy thì cái bài viết của chúng mình sẽ hợp lý hóa hơn. Các em hiểu những cái điều mà chị vừa nói không? Các bạn có hiểu những điều mà chị vừa nói không? Thật ra là những cái điều đấy là những cái điều mà chị thường nói trong lớp VIP thôi. Nhưng mà chị cũng không hiểu tại sao cái hôm nay chị lại nói cho các bạn nghe nữa. Thật đấy, chị chỉ hay nói trong lớp học online lớp VIP thôi. Tức là khi mà các bạn ấy học cụ thể về phương pháp thôi. Nhưng mà chị cũng không hiểu tại sao là tự nhiên hôm nay chị lại bật ra mà chị nói cho các bạn nghe. Mà thôi, các bạn đừng có khơi gợi ở chị nữa nhá. Không là một lát nữa chị sẽ lại nói tiếp lại. Nhá, thôi nhá. Rồi, thì đấy là cái thứ nhất mà chị muốn các bạn lưu ý. Tiếp theo quay trở lại với nhân vật anh cu chàng. Thì giống như cái cách mà chị vừa nói với các bạn ấy, thì đầu tiên là các bạn cứ nói về cái gì? Đầu tiên các bạn cứ nói về lai lịch ngoại hình thôi, đúng không? Sau đó khi mà nói xong về lai lịch ngoại hình thì các bạn sẽ kiểu diễn biến tâm trạng, hai lần gặp ở chợ như thế nào, trên đường về nhà ra sao, về đến nhà như thế nào, và buổi sáng hôm sau ra sao. Ok chưa? Nhá. Sau đó thì nhân vật người vợ nhặt cũng như thế, cũng là 4 chặng. Riêng chỉ có bà cụ Tứ là có 2 chặng, một là trên đường về nhà, một là về đến nhà, và hai là buổi sáng hôm sau thôi. Ok chưa? Nhá. Thì các bạn có thể theo đúng cái tiến trình đấy để các bạn chia ra, các bạn làm, các bạn phân tích. Ok không? Nhá. Nếu như mà các bạn chú ý thì ở trên YouTube, kênh YouTube Học Văn Chị Hiên, chị cũng đã từng nói về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân rồi ấy. Chị nhớ không nhầm thì là như vậy. Thì các em cũng có thể lên kênh YouTube của chị để các em tìm lại cái video đó, để các bạn sẽ theo dõi được một cách kỹ lưỡng hơn, và các bạn sẽ hiểu rõ hơn xem là từng nhân vật có tính cách như thế nào, hành động ra sao, được không ạ? Ui, thế à? Đôi khuyên tay xinh quá. Trời ơi, lại được khen nữa. Đúng là ngày hôm nay phát trực tiếp kiểu không phụ công mà. Mặc dù là hơi ít bạn xem nhưng mà thôi không sao. Nhưng mà thôi không sao. Ok Thu Hiền ơi, một tí nữa phát trực tiếp xong thì chị sẽ rep tin nhắn của em nhá.
Một lát nữa nhá. Một lát nữa xong thì chị sẽ rep tin nhắn của em nha. Trời ơi nhiều bạn nhắn tin cho chị thế. Rồi một lát nữa chị sẽ cố gắng rep hết. Nếu như mà chị không rep hết được thì các bạn cũng sẽ thông cảm với chị nhá. Cứ mỗi lần mà phát trực tiếp xong là các bạn cứ nhắn tin hoài à. Thế à? Hôm nay chúng thướt tha là sao? Trời ơi. Trời ạ, hôm nay trông thướt tha, em nghe. Không, từ bây giờ chị quyết định rồi Vân Anh ạ. Từ bây giờ chị phải kiểu, chị không thể kiểu lôi thôi lếch thếch được. Mà chị nghĩ là chị cần phải xinh đẹp hơn. Mỗi ngày phải kiểu xinh đẹp hơn. Rồi à, các bạn ơi à, các em có muốn hỏi chị về, thắc mắc chị về cái gì không? Những cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi nhá. Còn những cái vấn đề lớn thì sẽ không đủ thời gian để chúng mình giải đáp cùng với nhau đâu. Chỉ là những cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Nếu như mà các bạn muốn hỏi chị thôi. Còn nếu như mà các bạn không muốn hỏi thêm gì chị thì bây giờ sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ, được không? Một bài thơ của nhà thơ được coi là chủ soái của phong trào thơ mới. Đố các bạn biết đó là nhà thơ nào? Một trong những chủ soái của phong trào thơ mới. À, đó chính là nhà thơ Xuân Diệu. Tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, được không ạ? Chị sẽ đọc cho các bạn một cái bài thơ mang tên là bài thơ Hoa Anh ơi. Biết bài thơ đấy không ạ? Hoa Anh ơi. Đây, bài thơ như sau. Cho nhắm to một xíu nhé. Hoa này là hoa anh ơi, là hoa một buổi đẹp trời ta đi, nắm tay trò chuyện thầm thì, bỗng nhiên em thốt hoa gì anh ơi. Cây thanh một tán lá cười, một vùng hoa nở hồng tươi một vùng, sắc đào như thể rung rung, toàn cây là một nỗi lòng nở hoa. Anh tìm tên mãi không ra, phải anh đào hoặc như là ô môi. Biết bao yêu mến trong lời, thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột già. Từ giày xin đặt tên hoa, hoa anh ơi một chiều ta nở dày. Được không ạ? Đây là bài thơ Hoa Anh ơi của nhà thơ Xuân Diệu, được không ạ? Cũng là một trong số những cái bài thơ rất là hay của nhà thơ này. Còn nhiều bài thơ hay lắm, nhưng mà chị nghĩ là chị sẽ hẹn các bạn, được không? Chị sẽ hẹn các bạn ở trong một cái dịp khác chúng ta tiếp tục phát trực tiếp với nhau nhé. Bởi vì chị thấy là ngày hôm nay các bạn xem hơi ít ấy, toàn kiểu mấy chục bạn xem thôi, kiểu hơi buồn ấy, nhưng mà thôi không sao. Nói chung chị vẫn thấy vui là được rồi. Được không? Chị vẫn thấy vui là được rồi. Nếu như mà các bạn muốn hỏi thêm gì chị thì hãy nhắn tin cho chị nhá, được không? Nếu mà muốn hỏi thêm gì chị thì hãy nhắn tin cho chị nhá. Mở bài về Nguyễn Tuân dễ mà, em chỉ cần nói là trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Nguyễn Tuân được biết tới là một người nghệ sĩ cả cuộc đời theo đuổi cái đẹp, coi cái đẹp là gì ạ? Coi cái đẹp là tín ngưỡng nghệ thuật trong những cái sáng tác của mình, được không? Trước cách mạng thì Nguyễn Tuân viết về những cái đẹp thuộc về quá khứ. Sau cách mạng hòa nhập hơn cuộc đời, Nguyễn Tuân bắt đầu đi tìm kiếm những cái đẹp gần gũi với cuộc sống. Và tác phẩm Người lái đò sông Đà chính là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu cho phong cách, cho sự phát triển trong phong cách nghệ thuật này. Kiểu như vậy, được không? Sau đó nêu ra cái vấn đề mà em cần phân tích. Ví dụ như là hình ảnh để lại nhiều ấn tượng trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân chính là hình ảnh ông lái đò. Đấy, kiểu như vậy. Nói chung là nó cũng dễ mà. Đấy, thì chị gợi ý cho em là như thế nhá. Chị gợi ý cho em như thế nhá, Bảo Ngọc nhá, à Thảo Ngọc nhá. Em có thể dùng cái đấy để em mở bài nhá. Chị nghĩ là nó cũng hợp lý. Ok không? Được chưa? Ừ, ok, không có gì. Chị giúp được các em là chị cảm thấy vui rồi. Thôi, ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Và hy vọng là những lần phát trực tiếp tiếp theo thì 2K2 chúng mình sẽ sôi nổi hơn để học cùng với chị, chia sẻ cùng với chị nhiều thứ hay ho hơn nhá, được không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.